không? Ở đó còn đi bốn người mình nguyên cabin luôn á. Chạy sớm chưa trời. Ôi trần gì chưa. Nó đẹp mà nó đẹp luôn. Đằng này nó còn mù hơn đằng trước nữa đúng không? Chỉ vì tao mình thấy được mấy cái cây. Không thấy gì hết. Đẹp quá. Wow, đẹp. Đẹp dễ sợ đẹp luôn. Đó, không cẩn thận ở hùng vĩ. Áo ma là gia đa. Trắng chưa? Đẹp. Ôi, thấy hùng vĩ chưa? Chưa. Sao đấy đi? Cái này là đá hoa phượng nha. Cái này là hôm qua là mình đi ở cục cái gì đấy rồi. Thì mình đứng đây mình ra xem cục. Ăn xong về đây này. Người ta chạm người ta người ăn đầm. Hai mãi nữa. Đó mọi người nhìn thấy không? Ở dưới là mây đây, đám mây. Ôi ơi, xin trong bằng cầu ha. Cao bằng lại sau đó. Cao cao không nhìn. Đấy, nhìn xuống thấy mây, cái đám mây này nãy nó làm mình bị mù đấy. Đám mây mình chưa đỉnh hoa. Mấy con trên đỉnh núi lên biết mấy người ra rất cao. Này toàn là đá hoa cương không á. Khai thác là mấy trên tỷ. Bây giờ mình Ủa trên này nắng ghê luôn á, chứ không giỡn. Nó không lạnh mà nó nóng á. Ủa là mình phải bò lên 600 bậc thang nữa. À không, mình không cần bò nữa. Mình đây thôi đó mẹ. Có xe lửa hả? Cái kia lên bò. Lấy kia nó cùng cái xe lửa không? Chị? Cho Quảng Nam. Ôi, đi lên đi. 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 Có người đi xuống rồi này. Họ đi từ sớm. Đi từ trong đi dọn ra này à? Từ trong đi dọn ra này à? Wow, cây nhừng trà. Cái gì vậy? Cái gì mà sao thế rồi? Đi rồi. Đây rồi. Cái này nó còn xa hơn ở Vinpearl nữa mẹ. Chính xác. Lạ mà con là nguyên hay vậy. Nhất toàn quốc rồi. Cái này nó xây dựng cái này rồi. Đường đó mà nó ô thằng cầu hết. Ấy rồi. Ấy dạ, sợ quá. Phải đi tiếp thôi. Sợ quá, phải mai nó thôi. Chị Hà bao nhiêu cân? Chị đã bảo là ngang ngửa mà không ăn gì đấy. Nghe chị em mình đâu. Đấy đàn đừng ngửa luôn nha. Hết loạn rồi. Thằng này ở trên mà không ngồi ở dưới sao? Qua cái đỉnh cao.
3.400 chỗ lên đó so với mực nước biển 4.000 mét. Ông nhìn cái ngọn núi nó cao thì mình qua mấy ngọn núi. Đó, còn cái khúc kia chứ mà núi chồng núi nó trên cùng này đúng không? Núi cao nhất Việt Nam. Không sợ đâu, trong này là tuyệt đối an toàn rồi. Hai cậu thấy là một sợ cái gì đã đi rồi. Cứ hay nhắc đi nhắc lại nhiều đấy. Em vui. Chị kia chị cười. Sáng nay uống thuốc liều rồi. Ăn mỗi bát phở rồi. Đi đâu cũng được, tôi sợ nó cao. Thế ông không, không, ông không, 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 không ở chung cư đâu nhỉ? Ông vô xe cũng được, nhưng mà dù cao. Thế là cao, sợ độ cao. Ồ, nó cao chót chót. Ở trên đây là gì đây? Trên đây sao đi ra đây trời? Không phải là người ở đâu em ạ, mà cái này người ta ở trên này những cái chặng người ta nghỉ chân đấy. Ông người ở đấy. Ừ. Học bè. Đây là dân tộc rồi. Chị đi thẳng vào đây, uống cái gì? Uống cái gì? Người nhà. Tám chục. Đồ cạnh được 2 năm rồi. Lúc mà nó gần tới chạy nhanh. Này có thò tay ra lấy đóng mây không? Lên trên mới bật tầng mây nữa. Dạ. Hết rồi. Có đường đi. Đây đường đi đây chị. Đó. Đây bạn lấy trường tồn gì mà chị bạn là có. Bạn lấy trường núi. Bạn lấy trường tồn. Rồi chúng ta đã đến trạm rồi. Đến đỉnh là kia. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Trời ơi. Ôi nhóc quá. Kết kết ôm mấy kết. Dạ không. Ôi mấy kết cô ba. Ăn hai lắc là say rồi này. Đến cạnh. Chẳng đi lần trước. Lần đầu. Dặn mọi người là bách đồ sẵn. Bách đồ sẵn. Nếu mà sợ về sớm thì quay về trên nhìn tắm rửa thì cần. Mai chắc là nhiều người phải đi xe ôm ấy. Chứ còn đi thế này chắc không ổn. Mai xong bán vào Trung Quốc. Bốn đứa nhờ anh chụp hình kém cái gì nó một tờ. Trời ơi. Xong xe đầu trên. Đầu trên kìa. Đi tí này, tí là nó lại xuống đây nó lái đây dễ đây. Rồi sao? Đi tạo. Xuống nào. Trời chạy gớm rồi. Cao ghê quá. Cao ơi. Cao ơi. Cao ơi. Cao ơi.
Đi lên gần người, người hai người à. Đó, đi xuống cho chụp cảnh mới đẹp này, mới đẹp này. Nói để loại hàng ra thì bỏ lạnh lại ra thử. Cái nào giòn nhất, còn cái nào mà mềm á thì để nó giảm giá cho, đúng không? Ăn công ty á. Cái hôm qua bây giờ đang còn 250, 350 và 450. Thì cứ 32 á thì to nhất là giá 450 là được nha. Hàng gì hết thì báo. Mà chắc đợi về đi, đợi về nhập hàng làm rồi like luôn. Còn bây giờ bán riêng thôi. Buồn tay à. Này đi về có chụp cái này không? Có nói chung là chụp lung tung, đi bộ đi xà quần tùm lung tung, tìm muốn thấy ông thấy cha mà không thấy. Tìm gì ta ngồi đi bắt ta chờ mấy người xuống người khó khăn chụp có mày không Ngọc ơi. Dạ. Ngươi quay xuống mà giơ mượn gì đây đi. À. Gia đình nhà mình đứng thôi. Đến đây toàn cây nhỏ nhỏ cũng không có cái đường nữa. Cây thì nó không có cây bự đâu, tại vì núi này núi đá mà. Nó chuyển đồ lên trên này nó làm cho mình vấn đề chứ. Nó bấm phép, nó bấm phép gì sao nó đi máy bay được. Ủa thì hả? Không biết rồi, nó chơi vậy nó. Đi chơi đi cái cầu thang kìa, cầu thang chỗ cầu rồi. Ở đây hình như cũng mưa còn núi rừng nhưng không có thuyền nữa. Này mình đi xuống hết mây hả? Chắc hết mùa rồi đó, thấy bằng rồi kìa, thấy phố rồi kìa. Một rưỡi. Ở nhà 2 giờ biết thời gian đâu đi cắt cắt. Không đi ô quy hồ. Ăn xong rồi đi ô quy hồ luôn. Mai đi thôi. Mai anh nói mai để mai thời tiết xấu rồi không đi. Không có cái suy nghĩ nào hết á. Đó nước kìa, nước chảy đó. Khe đó, đây trên này đá không à. Đó, cái khe đó thấy không, khe trắng trắng kìa. Suối đó, cái suối nó khô luôn rồi. Có một miếng nước chảy vô cái hồ đó mà. Đá không à, ở đây đá không. Cái bay mà kinh còn sướng nữa đè. Chứ là nó sợ độ cao mấy cái chỗ mà thấp thấp á. Ai? Thấy mấy cái chỗ thấp thấp như đây là thấy núi rồi á. Còn trên mây nó không có sợ. Có ai tới đâu? Cũng sợ cái độ cao của cầu này thôi.
Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Fansipan Legend. Sun World Fansipan Legend là quần thể du lịch độc đáo với hệ thống cáp treo 3D, chinh phục đỉnh Fansipan cùng tổ hợp nhà hàng, khu mua sắm và các điểm đến văn hóa hấp dẫn. Đến với Sun World Fansipan Legend, quý khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp trên hệ thống cáp treo 3D đạt 2 kỷ lục thế giới với chiều dài dây cáp 6.292,5m và độ trên giữa ga đi và ga đi tới 2 km. Hệ thống cáp treo sẽ đưa quý khách vượt qua thung lũng Mường Hoa, vườn quốc gia Hoàng Liên và chinh phục nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143m so với mặt nước biển. Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách được trải nghiệm. Đây đây là cao nhất Việt Nam đây hả? Cao nhất Đông Dương. Nhưng mà nói ở Myanmar có, ở Malaysia có hàng cái cao. Em có người ở đây này. Có xe, ủa sao xe đi đường nào mà có đấy ta? Xe đâu? Máy phát vị. Nó chuyển đồ lên đây nó đang cùng cái lắm đấy chứ nó chuyển số hai ghê. Thì kỹ sư đã chụp hình quá, chụp hình lại, chụp hình đi, chụp hình về mới làm được. Ây, chịt khô đây nè. Đau rồi hả? Đau nút của miếng này vô. Cứ nút nhiều vô đây. Trên ngọn thấy sang đi. Chị ủa nút một lần là hết. Không có đâu. Cái khô rút mà. Để đảm bảo an toàn khi có gió to thì sẽ đảm bảo quý khách không nên sử dụng ô kính mát, quý khách nên bước thận trọng trên các bậc thềm đá để tránh trượt trượt. Xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách có những giây phút thực sự ý nghĩa khi chinh phục nóc nhà Đông Dương. Ladies and gentlemen, boys and girls, please note that due to steep terrain and thin air during the trip from Fansipan Terminal to the peak, people with pre-existing medical conditions, including heart conditions, high blood pressure, high pressure, or people with for your safeguard, please do not use this product on summer hot strongmates. 3143. Đừng cắm móng tay kem. And we wish you an enjoyable journey. Anh này đừng mòn này anh nè. Đừng mòn nó đi chinh phục thằng Xi Băng á. Đi lên nữa nè. Đó, đường mấy đứa đi đó. Hồi nãy mờ thì không thấy gì hết trơn á. Bây giờ mới thấy. Có qua đây ngồi đây này.
Sao mà anh nói xà lơ gì? Cho mừng quý đừng có nói vậy nghe coi. Tại sao con nói gì? Cái đưa với đồng Hải nó cũng nói vậy. Anh nói xà lơ à? Sao con nói gì? Có con bé nhân viên á trong trong cửa hàng nó với Đông Hải á nó cũng nói vậy á. Em ở Bà Rịa ạ. Cái nhà đây là để bảo trì cái trụ này nè. Đó cái nhà nó đó. Đó thấy cái đường đi không? Cái hồ cao. Thôi nó nhà được chọc nó chạy đây chết. Cao bên 20.